chào các khán giả WPT Play. Đến hạn lại lên và chúng ta một lần nữa được theo dõi trận derby kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan, cấp độ U19 trên FPT Play. Và đây là trận đấu chung kết của bảng A. Dù chỉ cần hòa là có tấm vé đi tiếp, tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn sẽ quyết thắng người Thái ở trận này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của U19 trận Việt Nam cho trận đấu ngày hôm nay. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 23 Cao Văn Bình, số 2 Hà Châu Phi, số 3 Trịnh Hoàng Cảnh, số 4 Vũ Văn Sơn, số 7 Nguyễn Anh Tú, số 9 Nguyễn Quốc Việt, số 10 Khuất Văn Khang đội trưởng, số 12 Nguyễn Bảo Long, số 14 Nguyễn Văn Trường, số 15 Nguyễn Đình Bắc và số 24 Nguyễn Đức Việt. Ông Sepasep Phongsanit sẽ là trọng tài chính điều khiển cuộc đọ sức giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Và đây là đội hình xuất phát của U19 Thái Lan. Trong khung gỗ đó là thủ thành mang áo số 1 Narongsak. Các vị trí còn lại gồm có số 3 Thavachai, số 4 Thekawin, số 5 Chanapat mang băng đội trưởng, số 6 Sithabunha, số 12 Thanawat, số 14 Seksanratri, số 15 Bukori, số 17 Thanaut, số 19 Abram và số 25 Manikon. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Vẻ mặt rạng rỡ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Khi mà chúng ta đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng sống thì những tình huống cố định sẽ là những tình huống mà chúng ta phải rất trau chuốt. Đó là một cú đá thẳng của Văn Khang. Cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ U19 Việt Nam. Đó có thể coi là một tình huống mà Văn Khang đã gây bất ngờ với hàng phòng ngự của U19 Thái Lan. Cơ hội phản công dành cho U19 Việt Nam. Và đây là một cơ hội không vào. Rất đáng tiếc là bóng đã đi chệch cột trong tình huống vừa rồi. Lại là một tình huống thoát đi quen thuộc tới từ Quốc Việt. Chúng ta có thể hiểu được cảm giác của cầu thủ mang áo số 9. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng như người hâm mộ Việt Nam đã có thể ăn mừng. Châu Phi. Rất nỗ lực. Tình huống tranh chấp là của Quốc Việt. Chúng ta đã được chứng kiến những cơ hội nguy hiểm, nhưng cho tới lúc này thì vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Tình huống xử lý là của Nifitphone. Khá nguy hiểm. Rất may là Abram bên phía U19 Thái Lan đã không thể có được một tình huống khống chế bóng tốt. Lần này thì người thực hiện đá phạt góc sẽ là anh Tú. Cơ hội. Bóng đá nằm trong đôi tay của Narongsak. Vẫn đang là các cầu thủ U19 Việt Nam. Cơ hội không được. Tình huống băng xuống là của Quốc Việt. Quốc Việt đang là người sở hữu cơ hội tốt nhất, nguy hiểm nhất mà U19 Việt Nam có được kể từ đầu trận. Đường truyền là của anh Tú. Nifitphone. Thanaut. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa. Bóng đi trúng vị trí của Văn Bình. Thật may cho U19 Việt Nam là trong pha dứt điểm vừa rồi, Thanaut đã không có được một đà tiếp bóng thực sự thoải mái. Khoảng trống là khá nhiều dành cho số 12 U19 Thái Lan. Đó là một tình huống xử lý điềm tĩnh tới từ Hoàng Cảnh. Và đây là một pha ra bào tốt tới từ Cao Văn Bình. Abraham Gregson vẫn chưa cho thấy được những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ này. Họ sẽ rất quyết tâm ở trong những phút cuối. Vừa phạt ra vào không tốt. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho U19 Thái Lan. Tình huống ghi bàn là của số 19 Abram. Một tình huống mà Văn Bình đã không có được một tình huống chọn điểm rơi thực sự tốt. Một cú đấm bóng trượt và cơ hội đã đến với Abram. Cú đánh đầu của số 19 bên phía Thái Lan không quá mạnh, nhưng nó vẫn đủ để khiến mảnh lưới của U19 Việt Nam phải rung lên.
Hai cầu thủ bên phía U19 Việt Nam đã nỗ lực để sửa sai cho Văn Bình nhưng không thể thành công. Abraham Griffin trong cả quãng thời gian hiệp đấu đầu tiên và thời gian đầu hiệp đấu thứ hai, anh chơi không hay một chút nào cả. Nhưng cầu thủ này thì lại quá may mắn với một cơ hội thực sự là từ trên trời rơi xuống như thế này. Abraham chơi không hay, U19 Thái Lan chơi cũng không hay. Tuy nhiên chúng ta đã trao cơ hội dành cho họ. Nỗ lực của Văn Khang. Văn Khang giờ là Đình Bắc. Không thể có một cú dứt điểm này. Dứt điểm. Cơ hội. Văn Khang và tỷ số là 1-0. Phút 76 của trận đấu. 1-0. Sự tỏa sáng của đội trưởng Văn Khang. Đó là một pha dàn xếp quá hay đến từ U19 Việt Nam. Và bàn thắng là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho những áp lực mà các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã tạo ra ngay khi họ để thủng lưới. Một pha xử lý cho thấy sự bình tĩnh và tinh quái tới từ Khuất Văn Khang. Và lúc này khi mà điểm số cũng như là hiệu số đối đầu của ba đội bóng U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và U19 Indonesia đang như nhau. Tất cả đều có những dấu hiệu căng cơ. Và như vậy là tiếng còi kết thúc cuối cùng cũng đã vang lên. Không có thêm những phút bù giờ nữa. Trọng tài cũng thấy là không cần thiết nữa. 1-0 là kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức giữa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam. Và với trận hòa không bàn thắng này, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan là những đội bóng đi tiếp tại bảng A khi có cùng số điểm như U19 Indonesia 11 điểm nhưng hơn ở chỉ số phụ theo quy định của từ phía ban tổ chức. U23 Indonesia đã rất nỗ lực để có một chiến thắng đậm, nhưng tất cả những nỗ lực của họ đã đổ sông đổ biển khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có tỷ số. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.